Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt của đài BYNTV 57.3. Chương trình đặc biệt nhưng mà diễn ra tại một cái không gian mà quen thuộc đối với quý vị, đó là tiệm Direct trên đường Bel Air góc Kirkwood. Và đặc biệt hơn nữa, quý vị thấy là chúng tôi cũng có hai diễn viên điện ảnh đến với đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng mà để bật mí cùng quý vị đó, là thứ nhất là em Lãng Robert Nguyễn, là bật mí cùng quý vị rồi. Em Lãng Benjamin Nguyễn. Thì bây giờ trước hết thì chào anh Lãng đến với chương trình và cũng như chào các con. Mến chào Bình và kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Xin chào quý vị. Xin chào cô, ông bà, cô chú, bác. Không biết là anh Lãng là tại sao mà hai em này cùng tên Lãng, cũng Lãng Nguyễn. Là 19 năm trước đó, khi là Lãng sinh ra được Lãng Benjamin Nguyễn với lại Lãng Robert Nguyễn, thì Lãng cố tình đặt cái tên Lãng Nguyễn giống như tên của mình. Không phải là cái tên của mình hay hay dở, mà Lãng hy vọng sau này những đứa con của mình nó làm được cái gì đó để mình được hưởng lại cái tiếng tốt của nó. Vâng. Thử coi là tiếng Việt của mấy em này là đến đâu. Thì câu hỏi đầu tiên là con sinh ra ở đâu? Dạ, con sinh ra ở tại Port Arthur, Texas, ở trong bệnh viện St. Mary, năm 94. Bi là sinh ra ở đâu? Con nghĩ là vậy là con là người Việt hay người Mỹ nè? Con cũng là chừng nào cũng người Việt ha. Tại con máu của con là người Việt rồi. Dạ. Tại sao tiếng Việt của con nó giỏi như vậy, là từ đâu? Con đi học ở đâu? Dạ, con cũng nhờ có bà ngoại ở nhà, với lại ba con với mẹ con muốn là con phải biết tiếng Việt, cái đó là tiếng mẹ đẻ của mình. Dạ, đêm nào ba con về ngồi bàn ăn là cũng nói tiếng Việt với con, thì bởi vậy con mới biết tiếng Việt, con cũng rành lắm. Tiếng Việt của con nghĩ là con nghe hiểu giống như chú đang nói vậy đó, con hiểu được bao nhiêu phần trăm? Con chắc 87.5%. Gần. Không hiểu hết chứ. Cũng hiểu, con nghe rồi nói là hiểu. Cái tính khôi hài này chắc cũng có một phần thừa hưởng từ anh Lãng đây phải không? Lãng thì hay giỡn lắm. Con nói là có bà ngoại nè, có mẹ ở nhà dạy tiếng Việt nè, nhưng mà ba có ép học tiếng Việt không? Dạ không, ba không bao giờ ép hết. Tại bởi vì mà hồi nãy là mới nói là ba là tối bằng ăn thì nói tiếng Việt, nói tiếng Việt với gia đình phải nói và không ai ép. Hôm nay tụi con đến đây với chương trình mà nói chuyện cùng với lại cái show này và cùng với quý vị khán giả. Tại sao con có mặt trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, tại vì hôm nay con biết ba con sẽ ra đây, cảm ơn ông bà cô chú bác đã giúp mua hàng của ba con. Vì ủng hộ ba con á, là ngày nay con mới được như vậy. Bây giờ con đang đi học đại học. Con muốn cảm ơn ông bà cô chú bác á, là con được học tới lên đại học ngày nay á, là cũng vì ba con kiếm được tiền, đem tiền về mua đồ ăn cho con, nuôi con lớn như vậy. Thì cái đó là con muốn là đi theo ba con ra đây ngày nay để cảm ơn. Đối với Ben thì con có mặt ngày hôm nay con muốn nói điều gì? Thì con bữa nay con xin ba ra để con ủng hộ ba, rồi cảm ơn mấy khách đồ, ông bác cô chú. Không biết là ba của con dạy con điều gì mà con nhớ nhất, thì thôi anh lớn đi trước đi nè, Robert. Ba con dạy cái điều mà con sẽ nhớ suốt cuộc đời con đó là cái điều mà ông nội còn dạy cho ba con lúc ba con còn nhỏ. Điều đó đó là mình sanh ra mình có hai lỗ tai, mình có hai con mắt, mà mình chỉ có một cái miệng thôi. Đầu tiên hết đó là mình phải nghe, mình phải quan sát. Sau đó đó là mình mới trả lời, mình mới cho ý kiến. Mình làm như vậy thì sau này mình sẽ được thành công nhiều hơn. Mỗi một ngày mà anh làm ở đây thì thấy cũng dài ngày ở tiệm. Cái thời gian mà đầu tư cho gia đình của anh thì sắp xếp vào khoảng nào? Khó lắm Bình. Mình muốn một cái công việc của mình nó thành công thì mình đầu tư thời gian nhiều. Không phải là thời gian không, mà suy nghĩ của mình, đầu óc của mình lúc nào mình cũng tập trung cho cái công việc làm ăn của mình, để mà mình lo cho khách hàng tới nơi tới chốn. Thì có như vậy thì khách hàng mới tiếp tục ủng hộ mình. Cho nên là cứ mỗi tối đi làm về ăn cơm thì trong nhà ăn cơm chung, thì các cháu ngồi trên bàn thì mình nói chuyện.
cứ 1-2 tiếng đồng hồ đó, đó mỗi ngày thì nó giống như mưa dầm thấm đất. Đúng rồi. Thì cứ từ từ các cháu lớn lên với lại cái tình thương trong gia đình rồi nó gắn liền với nhau, thì ngôn ngữ nó cũng tốt mà suy nghĩ nó cũng đồng hành với mình. Ở bên hải ngoại này mà những gia đình nào còn giữ được những cái lúc mà gọi là gia đình quây quần mỗi ngày như vậy đó, nó tạo được một cái cấu trúc rất là chặt chẽ. Và điển hình quý vị thấy là em Robert và Benjamin ngày hôm nay đó, là quý vị thấy là một trong những cái điển hình rất tốt trong cái một gia đình đơn vị cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại đây. Bây giờ thì Benjamin, bây giờ thì con để cho làm tự hào ba mẹ, là nếu mà đi ra ngoài mà con nói là bây giờ điều ba con dạy con cái gì mà con tự hào và nhớ nhất là điều gì? Thì một cái điều thì là đơn giản với khiêm tốn. Hồi nãy là con trả lời là cũng con thấy cũng đơn giản cũng đã. Đúng vậy. Wow, nói tiếng Việt mà nó biết chữ khiêm tốn rồi biết chữ đơn giản rồi. Mày con biết là khiêm tốn là làm sao không? Thì nói là tiếng Anh á thì là humble. Là giống như giờ con đi học mà con lớn lên con thành công á, mấy cái người mà bạn của con hồi xưa con cũng còn nhìn là giống như bạn con không có bao giờ nhìn xuống ai hết á. Dạ. Như bây giờ thì con có ở nhà là con ngoài chuyện học nữa ha, rồi có phụ mẹ nhà rồi có phụ ba chuyện gì không? Dạ yeah, thì con phụ ba với mẹ là con đi học. Con đi học để con lớn lên, con thành công, con làm gì. Vậy là phụ. Đó, là phụ rồi đó. Quý vị thấy là Robert là con trai lớn của anh Lãng cũng vào đại học rồi. Nhưng mà không biết là Robert là học về ngành gì? Dạ, con học về cái ngành pháp y. Đó là Forensic Chemistry. Dạ, sau này ra trường con sẽ làm cho cảnh sát. Rồi còn Benjamin, con muốn học về cái gì? Con muốn học về nha sĩ, con tính tính làm răng. Ừ. Là ba mẹ hướng dẫn tụi con học như vậy hay là tụi con có cái suy nghĩ từ đâu mà mình chọn cho mình cái ngành đó? Dạ, con cũng suy nghĩ cái đó rất là lâu rồi. Dạ. Lớn lên con nói với mẹ con muốn làm cảnh sát. Nhưng mà mẹ con không cho, thì con nghĩ thay giờ mình làm cái ngành khác mà nó ít nguy hiểm hơn đi. Thì con chọn ngành đó. Nhưng mà cũng trong lĩnh vực hướng về cái cảnh sát. Còn nha sĩ thì Việt Nam mình là thường ba mẹ nào cũng muốn con là học nha sĩ, bác sĩ đó. Đây là phải là từ mẹ hướng ép về hướng đó không? Dạ không, ba mẹ con không có ép con hết. Con thấy cái việc làm nó cũng dễ mà có thì giờ được, có nhiều thì giờ. Thấy ba con làm việc thì về thương mại, mà tụi con chọn thì một đứa thì pháp y, rồi một bên thì là bên nha sĩ. Thì con không thích về thương mại hay là con nghĩ gì về cái lĩnh vực thương mại mà ba con đang làm? Con cũng muốn làm, dạ, con cũng muốn làm cho ba con lắm. Nhưng mà ba con á, con biết ba con muốn là con phải học thêm ở bên ngoài, con phải biết cái gì ngoài cái việc làm của ba con. Tại vì hồi đó ba con qua đây là ba không nhiều cơ hội bằng con bây giờ. Có những lúc thì cũng nhiều gia đình thì muốn là con của mình nó theo mình để mà tiếp nối sự nghiệp. Thì đối với anh thì trong cái suy nghĩ của anh thì theo chiều nào? Khi mà Lãng qua Mỹ đó thì chỉ có 20 tuổi mà đi vượt biên thì một mình, không có thân nhân ở đây, gần như là tự mình phải cố gắng đi những làm những công việc từ bưng phở cho đến làm mái nhà cho đến đi biển. Đại khái là những công việc gì cực khổ cũng đã làm. Cơ hội mình có cũng như nhiều người khác, nhưng mà tại vì lúc đó mình còn nhỏ mà mình cứ nhớ là hồi ở Việt Nam đó ba má của mình nghèo quá, cho nên là mình ráng mình đi làm kiếm tiền để mình gửi về Việt Nam cho lo cho ba mẹ của mình cũng như là anh chị của mình phần nào đó nếu được. Thì chính vì vậy mà mình không có cơ hội để đi học, giống như Bobby mới vừa chia sẻ đó, là Bobby nó hiểu, nó lớn nó hiểu là ba không có cơ hội nhiều giống như những đứa con bây giờ. Thì mình muốn dạy con mình làm cái gì thì cái đó là ý của mình, nhưng theo ý của Lãng đó thì Lãng để tự con Lãng phát triển, thì mình miễn sao đừng có đi ăn trộm, đi ăn cướp, đừng có phá làng phá xóm, học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm, lo cho gia đình, thì Lãng nghĩ như vậy là một thành viên tốt của cộng đồng, của tất cả những cộng đồng khác cũng giống như vậy. Trước khi rời làn sóng thì bây giờ mời Robert có lời chào cùng quý vị khán giả. Dạ, cuối cùng ngày nay thì con cũng muốn cảm ơn khán giả thêm một lần nữa. Con cũng mừng là ba con làm được tới đây ngày nay.
con cũng muốn là tương lai con cũng giống như là gia đình con bây giờ vậy. Cảm ơn Bobby. Bây giờ Benjamin, con chào quý vị khán giả mà nói bằng tiếng Việt, mà con nói sao cho quý vị cảm thấy là con giỏi tiếng Việt. Con muốn cảm ơn quý vị. Rồi xong cái nữa là con muốn cảm ơn ba con nuôi con lớn tới vậy. Rồi con ráng con học ra nhạc sĩ cho ba con. Wow, chúng tôi ngồi đây mà cũng thấy là hãnh diện dùng cho anh Lãng, hai người con của anh Lãng quá giỏi, cũng như là từ những gọi là cách suy nghĩ và cũng như cái tiếng Việt cũng như tiếng Anh của các em, và cũng như cái sự thành đạt của các em học điểm rất là tốt ở trong trường. Thì trước khi rời làn sóng thì mời anh có lời chào của quý vị. Cái chương trình này là chương trình Lãng muốn cảm ơn khách hàng của công ty Direct đã nuôi nấng, đã dìu dắt công ty Direct đi được 9 năm. Và bây giờ thì rất là vững mạnh. Thì Bình cũng biết và khán giả cũng biết là công ty Direct của mình lúc nào cũng là người con thân thương của cộng đồng người Việt theo ý nghĩa chính của nó. Cảm ơn anh Lãng. Bây giờ cảm ơn con nha, đến với chương trình. And thank you for coming. Và học hy vọng là sẽ gặp lại các em, và hy vọng là các em giỏi tiếng Việt, mai mốt là chúng ta có thêm một đội ngũ của những sứ ngôn viên cho đài Việt ngữ, phải không quý vị? Đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.